chân thành trong tình yêu là những con tim của ai. Và lời đầu tiên, Lady 5 xin gửi lời chào trân trọng nhất đến quý thầy cô và tất cả các bạn học sinh trường Đại học Văn Hiến. Và ngày hôm nay Lady 5 rất là vinh dự khi được lần đầu tiên đến đây. Và ngày hôm nay cũng là lần đầu tiên Lady 5 được trình diễn ở trên sân khấu. Và hy vọng là những sản phẩm sắp tới của Lady 5 sẽ được tất cả các bạn ủng hộ. Các bạn ơi, cho Lady một tràng pháo tay đi ạ! Xin cảm ơn rất nhiều, và phía sau sẽ còn nhiều tiết mục hấp dẫn hơn nữa, sôi động cũng không kém. Và các bạn hãy nhớ ở lại đến cuối chương trình để ủng hộ cho chương trình nhé. Và Levi-Fi hy vọng sẽ nhanh chóng được trở lại đây với tất cả các bạn học sinh trường Đại học Văn Hiến. Vâng, xin cảm ơn và xin hẹn gặp lại.